Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên cho con xin đảnh lễ ba đại đức để tri ân Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức cùng các quý đồng quý sư đồng tu và tu nữ cùng các ban phụng sự. Con tên thế danh con là Phan Văn Hiền và pháp danh của con là Thiện Bủ. Thì con có cái pháp danh này á là con có duyên đến với Phật pháp là gia đình con ba mẹ con mất trong một năm. Thì ba mẹ con mất thì gia đình con có thỉnh với thầy lại để tụng kinh trong những ngày mà lễ tang. Thì con không, lúc đó con không hiểu gì về Phật pháp hết. Thì quý sư có nói với con là mình muốn trả hiếu thì nên làm các việc lành như là cúng dường, thỉnh quý thầy, quý chư tăng về để cúng dường, làm lễ trai tăng và phóng sanh, làm từ thiện. Thì con cũng làm theo các việc đó. Cho nên từ đó con lên Bình Dương này, quê con thì ở An Giang. Thì con lên Bình Dương thì con cũng đến những chùa, những tịnh xá để cầu siêu cho ba mẹ. Thì con gặp được Hòa Thượng thì con cũng có quy y với Hòa Phượng. Từ đó thì con được pháp danh Thiện Bủ. Thì đợt rồi đó thì Hòa Thượng có trở về tịnh xá cũ để làm lễ mừng thọ của Hòa Thượng. Thì con có gặp Hòa Thượng là con bạch với Hòa Thượng là trong năm nay con đã có ý định là con thu xếp công việc làm của con từ đây đến tháng 7 là xong. Và trong cuối năm thì con có nguyện một chuyến trong cuối năm này, khi con bàn giao công việc hết đó, thì con có một chuyến hành hương qua đất Phật Tạng Độ. Và sau khi trở về thì con sẽ vào chùa hay tịnh xá hay nơi đâu đó để con làm công quả. Thì con cũng đi nhiều chùa nhiều ấy, nhưng mà con không có thời gian để con học kinh học pháp gì hết trơn. Con chỉ tới để làm công quả rồi đọc kinh rồi về thôi, chứ nói mà nghiên cứu Phật pháp học kinh gì con không có từng biết, con không hiểu. Và con có bạch với Hòa Thượng là con có ý định như vậy. Thì Hòa Thượng nói nếu như vậy thì khi nào thu xếp xong thì trở về tìm cái chỗ nào đó mình thích hợp thì mình làm công quả. Còn muốn xuất gia thì mình phải tu học cho tới nơi tới chốn, suy nghĩ trước đi. Hoặc là có những chỗ mà có tham gia, có tổ chức khóa tu gieo duyên gì đó. Thì con không hiểu khóa tu gieo duyên là như thế nào. Thì cuộc xưa Hòa Thượng cũng nói cho con sơ sơ vậy đó. Con mới về, cái đêm tối đó tự nhiên con mở điện thoại lên thì hầu như là con về công việc không à, cái sự tự nhiên nhảy vô cái trang của sư Hạnh Tuệ tổ chức khóa tu gieo duyên. Rồi cái con mới mở con coi, con tìm hiểu thì qua ngày sau thì nhảy vô cái chương trình mà sư Hạnh Tuệ giảng pháp chất vấn gì mà có sư Tài Tường đó. Thì con không có thời gian để con chỉ nhìn lướt qua thôi. Cái bữa sau lại cũng con thấy cái xuất gia giao duyên nó nhảy vào máy con nữa. Thì con mới chắc có lẽ duyên tới hay sao thôi, tìm hiểu thử coi cái đăng ký. Thì cái trước cái tuần mà tổ chức thì con có qua đây để con cũng đọc theo để nói cần làm công quả trước khi đó thì con có đến đây. Thì con cũng xin nói là con cảm nhận của con là khi mà ở ra thiền viện Nguyên Thủy này á, với đại đức Hạnh Tuệ tổ chức khóa tu gieo duyên là người hướng dẫn, thì đối với con á, con dùng theo cái từ Phật pháp thì con không gành, nhưng đối với con á, là trên cả tuyệt vời, theo con là như vậy. Vì từ cái khâu chuẩn bị trước khóa tu cho đến khi mà diễn ra khóa tu á, thì thời gian học và tu học các chương trình của ban tổ chức sắp xếp rất là hợp lý, cũng như các giáo thọ giảng dạy tận tâm chia sẻ thật
Phật Pháp làm cho con có thêm động lực nhiều về xuất gia. Với những thời Pháp của Hòa Thượng cùng các đại đức giảng dạy, để cho con có thêm hiểu biết nhiều điều rất bổ ích về đời sống của một Phật tử. Cùng những ngày thời gian trong khóa tu, con học hỏi thêm được nhiều bổ ích và những tinh hoa của Phật Pháp, và có thể những người và cùng những người anh em cùng hướng tu với mình, cũng như nội quy của ban tổ chức, có những chuyện vui không thể quên khi đến chương trình vắng chắc của sư Hành Tệ. Con không biết phải nói gì hơn, xin niệm ơn Hòa Thượng cùng các đại đức đã và cùng ban tổ chức đã hết lòng vì đạo Pháp, đã tổ chức khóa tu này. Con kính chúc Hòa Thượng cùng các đại đức Pháp thể khinh an mãi luôn là ngọn đuốc sáng soi cho hàng Phật tử chúng con, và con cũng không quên tri ân tất cả ban phụng sự đã dành nhiều thời gian để giúp đỡ cho tất cả chúng con trong khóa tu này. Con xin niệm ơn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.